Chào mừng quý vị đến với chương trình Nghìn lẻ một chuyện. Chương trình được phát sóng vào lúc 23 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như thường lệ trong chương trình ngày hôm nay, Cát Tường có mời đến 3 cặp vợ chồng để cùng đồng hành và chia sẻ với Cát Tường. Xin trân trọng giới thiệu anh chị Hưng Thanh. Cặp vợ chồng anh chị Đức Diệu. Và cặp vợ chồng anh chị Hùng Nhi. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay có mời đến hai vị khách mời đặc biệt, đó là chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai và nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Thưa quý vị, có rất nhiều bài báo viết về những bức thư tâm sự của các ông chồng về chuyện là các cô vợ của mình khi yêu thì rất chăm chút cho bản thân, mà sau khi đã cưới xong rồi thì lại trở nên kém hấp dẫn, đã khiến cho các đức ông chồng của mình bị hụt hẫng và tụt cảm xúc ở trong cái chuyện quan hệ vợ chồng. Trước khi mà chúng ta thảo luận về cái vấn đề này, xin mời toàn thể quý vị theo dõi một đoạn clip ngắn. Người ta vẫn thường nói hôn nhân là quả ngọt đầu đời của tình yêu, nhưng lại là trái đắng của thực tế. Điều này cũng nhằm nói đến những khía cạnh đời thường phát sinh sau hôn nhân vì những lo toan cho cuộc sống riêng của hai vợ chồng. Trong sự trở về thực tế này, hình ảnh người vợ dường như luôn bị đổ vỡ nhanh chóng trong mắt người chồng. Trong đó suy nghĩ, cô ấy không còn hấp dẫn như ngày yêu nhau là điều luôn khiến các ông chồng băn khoăn. Cũng vì vậy mà trong không ít những tâm sự được chia sẻ của các ông chồng, họ luôn đặt ra câu hỏi, vì sao vợ mình không được xinh đẹp như xưa? Vì sao cô ấy lại trở nên lôi thôi, không được quyến rũ và lôi cuốn như các thiếu nữ đồng nghiệp khác? Những điều này ít nhiều đã vô tình tạo ra một khoảng cách, ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân và những mặn nồng khác. Vấn đề tưởng như rất bình thường này lại là một câu chuyện dài đang hàng ngày diễn ra ầm ĩ trong đời sống vợ chồng hiện nay. Vì không phải ngẫu nhiên, người phụ nữ khi lập gia đình thường trở thành một người hoàn toàn khác. Sự thay đổi từ cách ăn mặc, dáng điệu và lời nói, lập gia đình người phụ nữ lại thường dễ bị rơi vào tình huống không còn hấp dẫn chồng. Liệu họ có còn nhớ bản năng luôn biết làm đẹp của mình để các ông chồng phải luôn mong mỏi rằng làm thế nào để vợ mình biết cách ăn mặc cho quyến rũ hơn? Sau khi mà mình xem xong cái clip ngắn thì có một vài cái vấn đề mà chúng ta cần đưa ra để mổ xẻ. Trước tiên Tường xin được hỏi cô Mai, theo cô nguyên nhân gì sao mà dẫn đến cái chuyện là người vợ lại không hấp dẫn chồng? Tôi nghĩ rằng một trong những nguyên nhân đầu tiên mà có thể kể đến đó là cái thời gian của người phụ nữ nó quá là hạn hẹp. Người ta làm một cái điều tra là cái 24 tiếng đồng hồ của người đàn ông như thế nào và 24 tiếng đồng hồ của người phụ nữ như thế nào thì người ta thấy ngay là một cái sự chênh lệch nó khá rõ. Tôi nói điều này không phải tôi bênh phụ nữ chúng ta, nhưng rõ ràng khi mà mình hỏi nguyên nhân thì nguyên nhân thứ nhất là thiếu thời gian. Và thậm chí có nhiều bạn trẻ sau khi sinh con rồi nói rằng em chỉ thèm một cái giấc ngủ cho nó đầy đặn, nhưng mà từ ngày có con tới giờ em không có được một giấc ngủ tròn đầy. Thế thì nếu không có một cái giấc ngủ tròn đầy thì mặt làm sao mà tươi được ạ? Rồi nếu như mà mình nói rằng là bên cạnh đó nguyên nhân chủ quan thì nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà một điều quan trọng nữa đó là gì ạ? Vợ muốn hấp dẫn trong mắt chồng thì chồng cũng phải hấp dẫn trong mắt vợ bằng cách biết chia sẻ những cái công việc không tên trong gia đình. Tôi lại thấy có một cái điều mà tiến bộ là vậy, là cái thời của tôi á, thì nó có tình trạng đó. Có tình trạng là cái người vợ quá làm quá nhiều việc, đầu tắt mặt tối với đầu công việc. Tắt mặt tối. Và thêm nữa là tôi cũng thú thật là cái thời của chúng tôi lúc đó không có nhiều cơ hội công việc làm như các bạn bây giờ, và cũng không có nhiều cơ hội để tiếp nhận những thông tin để làm cho các bạn gái có điều kiện để chăm sóc bản thân mình như bây giờ. Cho nên là hồi đó có nhiều người bạn cũng đồng tuổi tôi nhưng mà lôi thôi lắm, vì công việc, vì này. Nhưng mà bây giờ thì các bạn trẻ tôi thấy là công nghệ thông tin đã giúp các bạn rất nhiều. Và cũng có rất nhiều những bạn gái trẻ mà tôi nhìn thấy hiện nay là mặc dù có con nhỏ đấy, nhưng mà các bạn cũng không quên để chăm sóc cho bản thân mình. Là vì mình thương thân mình. Nghĩa là họ ý thức được á chị. Mình ý thức được, mình giữ sức khỏe được cho cả nhà. Thành ra là tình trạng lôi thôi hiện nay vẫn có, nhưng mà đã ít hơn rồi. Ít hơn. Và tôi mong tới một lúc nào đó như chị Mai nói là với cái sự hỗ trợ của những Đức Lan Quân thì gia đình nó sẽ lúc nào nhìn vào các bạn cũng rất là tươm tất,
và rất là hạnh phúc. Nãy giờ mình nghe cô Mai với chị Xuân nói thì bạn thấy là trước khi bạn kết hôn và sau khi bạn kết hôn á, bạn có thay đổi gì về cái sự hấp dẫn và lôi cuốn mình dành cho chồng không? Chưa biết thay đổi gì nhưng mà chị nhìn đang rất đẹp. Hôm nay là tại mình lên chương trình mình quay chị. Ở nhà mình luôn đấy nha. Ngày em sẽ dành bao nhiêu thời gian, em có chú tâm đến vấn đề là về ngoại hình của mình không? Em hiện là giáo viên, cái giờ của em thì nó cũng không chiếm hết cả ngày, nhưng mà vì có con nhỏ nên cũng phải chăm sóc cho con, phải chia giờ giấc để vừa đi làm vừa chăm sóc con. Cái việc chăm sóc cho bản thân thì đôi lúc cũng cũng có, nhưng mà so với hồi trước chưa có bé thì nó dễ dàng hơn bây giờ. Nhưng mà chồng của bạn có phụ bạn không? Cũng có phụ trông con hoặc là cũng phụ rửa chén. Ngoài ra thì em được cái là may mắn là chồng cũng khá tâm lý. Dạ. Khá tâm lý là như thế nào? Anh thích đẹp thì ảnh thường nghiên cứu về hoa hậu, người đẹp, người mẫu gì đó. Để làm gì? Để chỉ cho vợ hả? Dạ, chỉ cho vợ. Dạ. Chỉ cho vợ. Dạ. Anh thích cái đẹp lắm. Cái gì đó phù hợp cho vợ thì ảnh thường tư vấn là bây giờ là đang có xu hướng như vậy nè, là mặc đồ như vậy đẹp. Theo cái lời của cô Mai cũng như là chị Kim Xuân nói đây là mình thấy rõ ràng là để cho là những người vợ mà luôn luôn vẫn hấp dẫn trong mắt những ông chồng á, là cái trách nhiệm này phải chia sẻ cái gánh vác này cho các đức ông chồng nữa. Vậy thì xin hỏi vợ chồng của Đức Diệu, anh thấy vợ của anh trước khi mà anh cưới về và bây giờ thì vợ anh có xuề xòa trong cái bên ngoài của mình hay không? Em hay dặn vợ em là mỗi lần mà trước khi mình ra đường á, tìm này mình hãy soi gương, mình thấy mình không đẹp á thì đừng có ra đường. Nhưng mà có khi nào bạn thấy vợ bạn không đẹp trong mắt bạn chưa? Trước đó thì rất là đẹp. Sau khi mà có con rồi á thì có đôi lúc rất xề xòa. Nhiều khi sáng dậy ẵm con đi rửa mặt vệ sinh rồi tắm cho con, đến nỗi mà một khi một cái đầm ngủ á, chưa kịp thay nữa, và ẵm con xuống dưới phòng khách cũng mặc cái luôn cái đầm ngủ đó. Lúc đó bạn có nói cho vợ bạn biết hay là trong người bạn có cảm thấy mất hứng không? Có nhiều khi sáng hai vợ chồng mới ngủ dậy, có những cảm xúc mình đang thăng trầm khi mình muốn ôm vợ mình hôn một cái hay là muốn thể hiện cái tình cảm gì đó, nhưng mà mình thấy hình ảnh vợ mình như vậy thì mình có bị mất hứng không? Cũng có mất hứng chút xíu thôi, nhưng tại vì thấy chăm lo cho con cực quá, nhưng mà mình mà nói vậy thì tội nghiệp. Nhưng mà vậy là cũng rõ ràng có bực bội. Dạ, và có mất hứng. Dạ, em cũng xin nói về cái vấn đề mà chỗ bực bội đối với khi mà mình khi sáng sớm mà đó, mình mất hứng đó. Thì nói chung là vợ em thì có bộ tóc rất là dễ thương. Trước khi đi ngủ á thì em phải xõa tóc ra. Rồi sáng là dậy thì tóc thì rối và em ấn tượng ngay. Coi như bỏ mắt đầu thấy nguyên. Thấy em bất ngờ luôn, thậm chí em còn giật mình luôn á. Cái thì em cũng góp ý một câu chuyện vui, chẳng hạn như là sáng này em mới gặp màn phải. Đó, em ơi, sáng nay em mới gặp ba. Mà nó giống như trong má chú ngay cái đầu của em vậy đó. Chị Kim Xuân ơi, làm trong cái chuyện gia đình thì em cũng biết chị có một gia đình rất là hạnh phúc, thậm chí bây giờ là đã có con, có cháu nội luôn rồi. Thì chị có những cái điều gì cần chia sẻ về cái vấn đề mà những bà vợ không còn hấp dẫn chồng nữa sau khi đã kết hôn? Theo chị nghĩ tại sao mà lại có cái chuyện như vậy? Tôi rất thú vị khi được mời đến chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Dạ. Nó cứ có cảm giác như chúng ta nói một cái gì nó vừa hiện thực mà nó lại cũng vừa như là cổ tích. Cái chuyện này nó lâu lắm, nó xưa lắm rồi. Nhưng mà nhắc lại thì hầu như cặp vợ chồng nào cũng có va vấp trong cái chuyện này. Cá nhân tôi thì không biết là có phải vì cái điều kiện đặc biệt của công việc hay không, mà ngay từ lúc còn trẻ cho đến khi lấy chồng và bây giờ đã trở thành một cái người trung niên, thì vì tôi luôn luôn phải xuất hiện trước công chúng, cho nên bao giờ cái hình thức của tôi cũng cố gắng chăm sóc. Tôi chăm sóc sao để cho mình cảm thấy mình tự tin trước mặt mọi người khi trình bày cái tác phẩm của mình. Tôi chăm sóc để cho khán giả cảm thấy rằng tôi đến với họ trong cái sự tôn trọng. Thế thì tôi muốn nói điều này để tôi nhắc đến một cái câu trong một cái vở kịch mà tôi đã diễn nhiều năm ở trên sân khấu. Con ơi, vợ chồng lúc nào cũng phải tương kính như tân. Một cái câu nói của người xưa, nhưng mà mình cứ cảm giác sao người ta hay quá. Có thể chúng ta ở với nhau 1 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng nếu như chúng ta không tôn trọng nhau về hình thức, mình cho rằng ôi đã cùng ở chung trong một gia đình thì cần gì phải chăm sóc. Rồi nào là chuyện nhà, rào ro cho con cái, rồi nào chợ búa, nào công việc, tất cả mọi chuyện đó
cứ hàng ngày mà mình cứ phải làm đi làm lại như vậy hoài thì có cần phải chăm sóc không? Thôi cứ thả đi, để cho khi nào có tiệc, có tùng hay là cần nhau đi ra ngoài thì mình mới chăm sóc. Tôi nghĩ cái quan niệm đó có lẽ là các bạn trẻ nên coi lại. Tôi đã nhìn thấy rất là nhiều các bạn là đã để cho mình trở thành một bà già trước một ông chồng rất là trẻ trung. Và có lẽ là các bạn, xin lỗi các bạn, nhưng mà chúng ta chú ý điều này về hạnh phúc gia đình. Vừa rồi các bạn trao đổi đó thì tôi có quan tâm tới một cái điều mà có lẽ là chúng ta nên chia sẻ với nhau, mà tôi thấy cũng dễ làm lắm. Nếu như mà chúng ta chịu khó dậy sớm trước chồng con một chút, cái này nó không bao lâu hết á. Bởi vì không có ông chồng nào mà đòi sáng sớm ra vợ phải make up giống như là mình chuẩn bị đi trình diễn, mà người ta cần một cái sự gọn gàng trong cái hình ảnh chào một ngày mới. Thế thì chúng ta chỉ chịu khó dậy sớm một tí thôi, làm vệ sinh cá nhân, chăm sóc bản thân mình trước để đón chồng trong cái gương mặt tươi tắn. Cô Mai có cái câu chuyện nào mà cụ thể về cặp vợ chồng nào đó mà người vợ do không có quan tâm đến cái bề ngoài của mình mà làm cho chồng nó thường xuyên bị mất hứng, bị tụt hứng không cô? Nãy giờ tôi có nghe tất cả các bạn ở đây kể lại những cái mẩu chuyện rất là vui. Tôi với nghệ sĩ Kim Xuân thì ngồi cứ cười với nhau mãi. Bởi vì các bạn cũng rất là chân thành, các bạn chia sẻ như vậy. Không cần tìm đâu xa cả. Mỗi gia đình nó đều có những cái chuyện mà trong chỗ vô tình hay cố ý người ta có thể phạm lỗi á. Tôi xin nói ngay rằng là chúng ta là người mà, nên là chúng ta có thể có những cái sơ suất. Nhưng một khi chúng ta ý thức rằng cái quan hệ hôn nhân nó không phải là cưới nhau về là hết, mà hôn nhân nó mới bắt đầu mở một trang đời mới, xây một cái tổ ấm mới, mà cái tổ ấm này nó lại còn có cái giá trị là thiên đường của hai người. Cho nên chúng ta muốn tạo cái thiên đường đó thì chúng ta cũng phải làm sao đó có một cái nhận thức đầy đủ về cái đời sống hôn nhân. Cho nên khi có con, người phụ nữ có con đẹp theo cách có con. Tôi lạc quan lắm các bạn ạ. Mỗi một thời điểm thì có một sự hấp dẫn chồng một cách khác nhau. Cho nên nếu như các bạn thấy cái điều này, các bạn luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái ngoại hình nó tươm tất. Ngày xưa có cái câu thi lia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Cái điều gì làm cho người ta không thể quên nhau được? Thế các bạn thấy đấy, mỗi một người có một cái mùi hương cơ thể khác nhau. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ có những cái vô ý nho nhỏ thôi. Các bạn phụ nữ là có nhiều loại trang sức khác nhau. Tôi nói ví dụ đôi bông tai thôi. Ai cũng thấy cái khuôn mặt của mình nó sáng hay không là do cái đôi bông tai. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu như chúng ta vô ý thôi, ở cái đôi bông tai mà chúng ta đeo lâu ngày, mà chúng ta quên vệ sinh cái vùng tai, mà trong những cái chuyện riêng tư của vợ chồng, thì đôi khi cái sự âu yếm, người chồng đặt lên một nụ hôn, hoặc là họ thích cái vùng tai của người vợ, nhưng người ta phát hiện ra một cái gì đó nó không có được như ý, thì nó cũng có thể làm giảm cái hứng thú, cái sự hưng phấn ở người chồng. Cho nên tôi nói rằng là nếu nói về việc này thì tôi đồng ý với các bạn là mỗi một cặp vợ chồng thì có một cách thức riêng tư với nhau. Nhưng mà ví dụ những cái nho nhỏ thôi, đôi khi chúng ta không để ý tới. Hoặc là gì ạ? Chúng ta có thể mặc những bộ quần áo rất đẹp đi ra bên ngoài, nhưng buổi tối cái giờ phút thiêng liêng, cái khoảnh khắc của vợ chồng đó, thì người ta lại chọn cái bộ nào xấu nhất thì mặc đi ngủ. Và vì vậy thì làm sao mà có thể tạo được cái hưng phấn, cái hứng khởi trong mắt người chồng. Và vì vậy cho nên chúng ta cũng phải mở đầu một ngày mới bằng cái sự hứng khởi cho nhau. Nhưng buổi tối cũng phải có cái thời gian để mình chăm sóc bản thân mình trước khi mình vào cái chốn riêng tư của hai vợ chồng. Đúng là khi người ta gọi chữ phòng the là cái nơi là chỉ có hai người với nhau, và người ta nhớ nhau, người ta không thể quên nhau là từ những cái tiểu tiết rất nhỏ trong đó. Ông bà xưa đúng là hay thật, cái chữ vợ chồng quen hơi. Nhưng mà cái hơi đó phải là một cái hơi người ta gọi cái chữ là nồng nàn. Tôi mong là các ông chồng nếu đã từng thấy có những điều gì mà ở vợ mình không hấp dẫn thì chúng ta nên góp ý bằng một cách nào đó, nhưng mà hãy để cho vợ phải biết rằng điều đó làm cho em mất điểm đối với anh. Tôi nghĩ điều này cũng cần thiết. Em đồng ý với chị, tại vì nhiều khi người chồng lại ngại, sợ mình giận, rồi nghĩ cũng đầu tiên là từ cái tình thương, nghĩ thôi cho qua, nhưng điều đó rất là nguy hiểm, thật sự là mất hứng chứ. Rồi không nói ra thì người vợ lại không biết, cứ vô tình cái hành động đó cứ lặp lại mỗi ngày, thì chắc chắn cái tình cảm vợ chồng, nhất là trong cái chuyện chăn gối, nó càng ngày nó sẽ càng nhạt. Cũng cần phải nói thêm một điều là nói là vợ không hấp dẫn chồng, nhưng mà cẩn thận đấy, chồng có hấp dẫn vợ nữa hay không? Bởi vì đây nó gọi là hòa điệu mà. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta nhận thức được đầy đủ là cái đời sống hôn nhân nó đặc trưng riêng, rất riêng là có cái đời sống chăn gối vợ chồng.
chăn gối vợ chồng không phải chỉ là để yêu nhau mà nó còn có một ý nghĩa thiêng liêng là cái sự truyền sinh cho đời sau. Nhưng mà để truyền sinh cho đời sau và chúng ta hưởng được cái lạc thú riêng của đời sống vợ chồng thì chúng ta phải luôn luôn làm sao đó để chúng ta luôn luôn hấp dẫn nhau. Vừa rồi thì nghệ sĩ Kim Xuân có chia sẻ một cái gọi là cái sự may mắn trong cái thiên chức của nghề nghiệp, tức là đi ra đường thì phải giữ gìn cái hình ảnh của mình cũng như là cái nghề nghiệp buộc như vậy. Thì ở đây tất cả các bạn đều có công việc cả, và tôi nghĩ rằng là chúng ta nhận thức được cái việc chúng ta giữ gìn cái hình ảnh bên ngoài thì khi chúng ta trở về nhà cũng giống như trong cái vấn đề riêng tư đó, cô Kim Xuân có nói là phòng the đó, thì chúng ta phải chăm chút nó nhiều hơn. Bởi vì suy cho cùng ra cái đời sống hôn nhân đó, người ta có thể vượt qua để sống với nhau mấy chục năm là bởi vì người ta có những cái giây phút thăng hoa. Và luôn luôn người vợ biết cách hấp dẫn chồng bằng nhiều chiêu thức khác nhau. Khi mà người chồng phát hiện ra người vợ của mình có những cái điều xấu đi trong mắt mình và không như ý mình muốn thì đương nhiên là ta phải nói với vợ mình. Nhưng bây giờ cách nói như thế nào mới là quan trọng. Vậy thì từ xin hỏi anh Hùng nè, những cái lúc mà vợ anh không được như ý anh muốn đó, làm anh cảm thấy hơi hụt hẫng đó, anh bất hứng đó, thì anh góp ý như thế nào với vợ anh? Thế thì mình trao đổi thẳng luôn, anh thích như vậy thì em nên thay đổi, tại vì nó không còn như xưa nữa. Anh thấy là nên em nên thay đổi một chút, lựa quần áo nó rộng hơn và những cái màu sắc phù hợp hơn với mình. Thì lúc đầu thì vợ cũng hơi là khá là bực bội, nhưng mà dần dần bà xã cũng tiếp thu ý kiến và thay đổi hơn so với cái lúc mà mới sanh em bé thì khá rất là nhiều. À, có nghĩa là nhờ cái sự góp ý của anh mà bây giờ là vợ anh đã khá hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Đây còn là anh Đức. Dạ, thì cái đêm tân hôn á của hai tụi em á thì vợ em có chuẩn bị một cái váy ngủ rất là quyến rũ, nhưng mà mấy cái đêm sau này á thì mặc luôn cái mấy cái váy ngủ hình Doraemon Kitty ở ngoài chợ bán sẵn á, thì dĩ nhiên là nó không có hấp dẫn rồi. Thì cái trang phục cũng quan trọng lắm chứ, và nhiều khi chính bộ trang phục mà quyến rũ nó làm cho chồng sẽ có nhiều hưng phấn hơn. Nhưng mà nếu mà quay khi mà mình muốn có chuyện gì đó, mình quay ra mình thấy một Doraemon Kitty rồi hình chắc mình thấy trời giống nít, trang phục nó không hợp với lứa tuổi. Dạ, chắc mình quay ra mình ngủ luôn chứ không làm được gì. Bạn ơi, điểm nào ở vợ bạn mà đôi lúc là bạn cảm thấy không có thoải mái? Vợ em là dân kỹ thuật thì chị biết rồi, dân kỹ thuật thì ít bao giờ mà để ý tới vẻ bề ngoài. Đúng. Lúc mình trước khi cưới á cũng rất là xòe xòa, chuyên gia mang dép lê chứ ít bao giờ là mang giày cao gót hay giày búp bê như là của như những người con gái khác đâu, như một đứa con trai vậy á. Thì sau này khi mà quen em á thì em cũng góp ý, rồi em cũng chỉnh sửa, rồi đi mua đồ thì em cũng đi theo, thậm chí mua đồ phụ nữ em cũng vô luôn. Thì em cũng sẽ nhìn và em thấy cái này hợp với em nè, hay là cái này không hợp với em, già quá hay là xấu quá. Cái sau này cái mang dép lê á thì vẫn không thay đổi, vẫn cứ giữ nguyên vậy đó. Thế sau này em cũng góp ý, rồi những cái lúc mà đi tiệc nè hay là đi đám cưới đám hỏi gì đó thì vợ ơi, mang đôi dép cao gót lên nhìn cho nó cao, rồi cho nó thẳng, nhìn dáng cho nó đẹp. Vậy là cuối cùng chúng ta thấy là nó có rất là nhiều nguyên nhân khiến cho các ông chồng mà mất hứng khi bà vợ của mình nó hơi xệ xòa. Ví dụ là do cái mùi hương trên cơ thể nè, rồi hay là do chứ vệ sinh cá nhân, ví dụ như là bông tai mà không có vệ sinh cái vùng tai là cái vùng nhạy cảm nè, hay là thậm chí là hơi lười gội đầu một tí cũng làm chồng mất hứng, còn rất là nhiều cái nguyên nhân nữa. Vậy cô Mai ơi, nãy giờ mình cũng mổ xẻ đưa ra rất là nhiều cái nguyên nhân khiến cho người chồng không có còn cảm hứng với vợ, hoặc là mất cái cảm hứng trong một cái giây phút, một cái khoảnh khắc nào đó. Vậy thì bây giờ khi theo như cô có những cái giải pháp nào để có người vợ có thể hấp dẫn người chồng trở lại giống như là khi chúng ta mới yêu nhau hay là khi chúng ta vừa mới kết hôn? Cát Tường đặt ra câu hỏi này cũng như là cái điều mà các bạn vừa minh họa đó, thì tôi nói rằng cái cuộc sống hôn nhân khi mà thành vợ thành chồng nó mới bắt đầu thôi, chứ nó chưa phải là kết thúc đâu. Và vì nó mới bắt đầu cho nên nó đòi hỏi mình rất là nhiều công sức đầu tư vào đấy. Cho nên là không phải chúng ta chỉ chăm chăm vào cái việc chúng ta làm ra nhiều tiền, mà chúng ta phải tận hưởng cái hạnh phúc chúng ta có nhau như thế nào. Thế thì làm sao để đẹp hơn trong mắt chồng? Đây là một điều mà phụ nữ chúng mình đừng quên. Người vợ cũng phải có cái bản lĩnh để lắng nghe cái sự góp ý. Vì nếu không mà chúng ta cứ giận dỗi mà, chồng chưa nói hết câu thì đã giận rồi. Thế thì một lần hai lần ông chồng không góp ý nữa, và cuối cùng ông không góp ý nữa thì mình chả biết mình làm gì cho nó trúng ý nhau. Và vì không trúng ý nhau thì ông đi tìm người khác, ông thổ lộ, ông chia sẻ. Cho nên là tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn là cái người vợ mình phải có một cái tình yêu thực sự. Cái thứ hai nữa, mình phải biết lắng nghe.
Và khi một người vợ luôn luôn biết lắng nghe thì sẽ hiểu được chồng mình nhiều hơn. Cho nên vấn đề đấy chúng ta sẽ điều chỉnh. Anh ấy thích cái gì, anh ấy không thích cái gì, làm sao để luôn luôn hấp dẫn trong mắt người chồng. Thì tôi nghĩ là ngoài những cái diện mạo bên ngoài như các bạn nói về trang phục, thậm chí kể cả những cái mà chúng ta ứng xử với nhau đẹp đẽ, nồng ấm, rồi đến chiều về buổi tối về chúng ta cũng có một bữa cơm gia đình nó ấm áp, và khi chúng ta lên giường chắc chắn là sẽ có nhiều điều vui, nhiều điều thú vị. Nhưng nếu mà chúng ta vào trong phòng the, chúng ta toàn nói những chuyện buồn, hoặc là chúng ta lôi tổng kết một ngày chúng ta giận bao nhiêu người, chúng ta bực bao nhiêu chuyện, thì tôi nghĩ rằng ở đây là người vợ có hấp dẫn, có đẹp đẽ cách mấy thì ông chồng cũng không thể nào có một cái vui thích khi được nằm cạnh vợ mình. Và cái điều quan trọng hơn, người phụ nữ hãy cố gắng làm sao để tự yêu mình, chăm sóc lấy mình. Bởi vì sao vậy? Mình đẹp hơn trong mắt chồng, mình hấp dẫn và mình hòa hợp trong từng lời ăn tiếng nói, trong cái hành vi cử chỉ. Thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn rằng cái việc riêng tư của các bạn ở cái nơi mà thiêng liêng nhất của vợ chồng, nó sẽ luôn luôn là một cái nguồn cảm hứng bất tận. Cảm ơn những chia sẻ của cô Mai rất là nhiều. Và Tường tin chắc rằng với những cái vấn đề mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay, với những ý kiến đóng góp của cô Mai cũng như chia sẻ của chị Kim Xuân, chắc chắn chúng ta sẽ tự rút ra được cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống lứa đôi của mình, để luôn luôn giữ cái ngọn lửa trong cái chuyện quan hệ của vợ chồng luôn luôn nó nóng, nó không có bị nguội lạnh đi, để cho gia đình của chúng ta mãi mãi bền vững và hạnh phúc. Và một lần nữa cảm ơn cô Lý Thị Mai, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân đã đến với chương trình. Cảm ơn ba cặp vợ chồng son đã đến và chia sẻ những cảm xúc và những cái khoảnh khắc của vợ chồng mình. Cảm ơn rất nhiều. Và mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp hay là chia sẻ câu chuyện của bản thân đến với chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện, xin gửi về địa chỉ sau đây: 1001chuyện@mcv.com.vn. Và bây giờ Cát Tường xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một buổi tối ngon giấc, và đừng quên đón xem chương trình vào 23 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại.